clip trước thì mình đã chia sẻ với các bạn cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng màu nền 102 và màu nền 124 kết hợp với màu là xanh da trời là màu 312. Thì tiếp tục series thì ở clip này mình sẽ mang đến cho các bạn cái sự so sánh khi chúng ta sử dụng màu 23, màu đỏ nổi bật với cái màu nền là 102 và nền 124, thì chúng ta có thể tham khảo thêm được cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng hai màu nền cơ bản của hãng Sơn Samurai. Và nếu các bạn đang thắc mắc cũng như là các bạn không biết là khi chúng ta sử dụng hai màu nền như thế này, hoặc các bạn đang phân vân lựa chọn không biết nên sử dụng màu nền nào, thì ở clip này mình sẽ mang đến cho các bạn sự tham khảo đó. Và các bạn hãy cùng mình chờ đến cuối clip này để thấy được cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng một trong hai mã màu nền trên, thì với cái màu 23, màu đỏ nổi bật thì nó có khác biệt quá nhiều hay không, thì hãy chờ đến cuối clip. Và bây giờ mình sẽ thực hiện clip này và các bạn hãy chờ đến cuối clip nhé. Và đừng quên để lại một like cũng như một comment phía bên dưới nếu đây là cái clip mà các bạn đang tìm kiếm cũng như là các bạn đang muốn tham khảo ở cái sự khác biệt đó. Và bây giờ mình sẽ thực hiện clip này. Ok các bạn. Tương tự như cái clip đầu tiên thì chúng ta vẫn phải sử dụng đến 3 lớp nền. Và ở clip này thì mình cũng thực hiện như vậy. Và ở cái mặt nạ đầu tiên mình sẽ sử dụng nền là nền 102. Và bây giờ mình sẽ phủ lớp đầu tiên, lớp nền đầu tiên cho chiếc mặt nạ đầu tiên này. Như vậy lớp đầu tiên của chiếc mặt nạ đầu tiên đã khô và bây giờ mình sẽ phải chờ khô. Trong khi chờ khô, mình sẽ sang chiếc mặt nạ thứ hai, là chiếc mặt nạ sử dụng nền 124, cũng là lớp đầu tiên. Và đây là chiếc mặt nạ thứ hai sử dụng nền 124. Bây giờ mình sẽ phủ lớp đầu tiên cho chiếc mặt nạ thứ hai này. Đây là chiếc mặt nạ thứ hai, lớp mặt nạ sử dụng nền 124 màu bạc. Và bây giờ mình sẽ phải chờ khô, và trong quá trình chờ khô này thì mình sẽ sang cái lớp chiếc mặt nạ thứ ba là chiếc mặt nạ sử dụng nền 102. Nhưng ở cuối clip là chúng ta sẽ thêm một cái lớp là lớp phủ bóng 128A, lớp phủ bóng nhám. Và đây là chiếc mặt nạ thứ ba, lớp này mình sẽ sử dụng nền là nền 102. Như vậy là mình đã xong 3 chiếc mặt nạ và mỗi lớp mình đã xịt hoàn toàn xong cái lớp mặt nạ đầu tiên. Lớp đầu tiên dành cho 3 chiếc mặt nạ này. Và bây giờ mình sẽ phải chờ khô trong từ 2 đến 3 phút để cho nó khô cái lớp đầu tiên này và mình sẽ sang lớp thứ hai. Trong quá trình chờ khô vừa rồi thì cái lớp đầu tiên của chiếc mặt nạ đầu tiên đã khô, bây giờ mình sẽ sang lớp thứ hai. Chiếc mặt nạ thứ hai sử dụng nền 124 và đây là lớp thứ hai.
Trước mặt nạ thứ ba sử dụng nền 102. Lớp thứ hai. Như vậy, hai lớp đầu tiên của chiếc mặt nạ thứ nhất sử dụng nền 102 đã khô, thì bây giờ mình sẽ sang lớp cuối cùng là lớp thứ ba. Lớp này chúng ta sẽ xịt dày hơn so với hai cái lớp vừa rồi. Như vậy là đã xong 3 lớp. Bây giờ mình sẽ phải chờ lớp này nó 3 lớp này nó khô. Sau đó chúng ta mới sang lớp thứ tiếp theo, đó là lớp màu. Và bây giờ lớp này mình sẽ phải chờ trong khoảng từ 20 đến 30 phút để cho nó khô hoàn toàn. Trong quá trình chờ lớp thứ ba khô thì mình sẽ sang chiếc mặt nạ thứ hai sử dụng nền 124, và đây là lớp thứ ba, lớp cuối cùng. Và đây là chiếc mặt nạ thứ ba. Chiếc mặt nạ này là sử dụng nền 102 và đây là lớp cuối cùng của nó. Như vậy là ba lớp nền của ba chiếc mặt nạ của chúng ta đã khô. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ngay vào thực hiện lớp màu đầu tiên. Lớp đầu tiên cho chiếc mặt nạ thứ nhất là sử dụng nền 102, nền trắng 102. Và ở đây mình sử dụng màu là màu 23, màu đỏ nổi bật. Và bây giờ mình sẽ tiến hành vào xịt lớp đầu tiên cho chiếc mặt nạ này.
Như vậy là mình đã xong lớp đầu tiên cho chiếc mặt nạ đầu tiên. Bây giờ mình sẽ sang cái lớp đầu tiên cho chiếc mặt nạ thứ hai, là lớp dùng nền, là nền 124. Và đây là chiếc mặt nạ thứ hai, lớp mặt nạ sử dụng nền 124. Và đây là chiếc mặt nạ thứ ba, lớp mặt nạ sử dụng nền 102 và cuối cùng là sử dụng phủ bóng nhám 128A. Bây giờ mình phải chờ khô toàn bộ cho ba chiếc mặt nạ. Chúng ta sẽ chờ khô trong vòng 2 đến 3 phút. Sau 2 phút thì lớp đầu tiên của chiếc mặt nạ đầu tiên đã khô. Bây giờ mình sẽ tiến hành sang lớp thứ hai. Và bây giờ mình sẽ phải chờ cái lớp thứ hai của lớp chiếc mặt nạ đầu tiên này nó khô. Trong khoảng thời gian chờ lớp đầu tiên lớp thứ hai của chiếc mặt nạ đầu tiên khô, mình sẽ sang chiếc mặt nạ thứ hai, để sang lớp thứ hai. Như vậy là chiếc mặt nạ thứ hai đã xong lớp thứ hai. Và bây giờ mình sẽ chờ khô. Và đây là chiếc mặt nạ thứ ba. Mình sẽ tiến hành sơn lớp thứ hai cho nó. Lớp thứ hai chúng ta chỉ cần như vậy. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục chờ khô lớp thứ hai này. Như vậy là hai lớp đầu tiên của chúng ta đã khô. Bây giờ mình sẽ sang lớp cuối cùng là lớp thứ ba.
Như vậy là lớp thứ ba của chiếc mặt nạ đầu tiên mình đã xịt xong, bây giờ mình phải chờ khô. Bây giờ mình sẽ xịt lớp thứ ba cho chiếc mặt nạ thứ hai. Như vậy là lớp thứ ba của chúng ta đã xong và bây giờ chúng ta sẽ phải chờ lớp này nó khô. Và đây là chiếc mặt nạ thứ ba. Chiếc mặt nạ sử dụng nền 102 và phủ bóng nhám 128A. Bây giờ mình sẽ xịt lớp cuối cùng cho nó. Như vậy là cả ba chiếc mặt nạ mình đã xịt lớp cuối cùng là lớp thứ ba. Và bây giờ mình phải chờ ba chiếc mặt nạ này khô trong vòng khoảng từ 20 đến 30 phút. Như vậy là toàn bộ tất cả các lớp của chúng ta đã khô và bây giờ mình sẽ phủ bóng nhám 128A cho chiếc mặt nạ thứ ba. Và bây giờ cái phủ bóng nhám như này hoặc tất cả các phủ bóng cũng như là phủ bóng trong K1K thì chúng ta phải sử dụng đến tận 4 lớp. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta phải sử dụng 4 lớp phủ bóng thì để nó mới được cái chất lượng tốt nhất được. Và bây giờ mình sẽ sử dụng phủ bóng 128A. Vậy là mình đã xong lớp đầu tiên, phủ bóng nhám đầu tiên cho chiếc mặt nạ thứ ba. Bây giờ mình sẽ phải chờ khô. Với cái phủ bóng này thì chúng ta sẽ phải chờ khô từ trong khoảng dưới 10 phút. Với điều kiện kể cả thời tiết nắng thì chúng ta vẫn phải chờ từ 8 đến 10 phút. Đấy là cho điều kiện là phủ bóng. Và bây giờ mình sẽ phải chờ chiếc mặt nạ thứ ba này nó khô. Trong cái quá trình chờ khô chiếc mặt nạ này thì mình sẽ sang hai chiếc mặt nạ đầu tiên là nền 102 cũng như là nền 124 để phủ bóng trong K1K. Và đây là chiếc mặt nạ đầu tiên, chiếc mặt nạ sử dụng nền là nền 102. Và bây giờ mình sẽ phủ bóng K1K cho nó lớp đầu tiên.
Và đây là chiếc mặt nạ sử dụng nền là 124. Bây giờ mình sẽ phủ bóng K1K. Và bây giờ mình sẽ phải chờ khô từ 8 đến 10 phút cho ba chiếc mặt nạ này nó khô cái lớp phủ bóng này. Lớp đầu tiên đã khô, bây giờ mình sẽ sang lớp thứ hai cho chiếc mặt nạ đầu tiên, chiếc mặt nạ sử dụng nền 02. Bây giờ mình sẽ phải chờ khô. Cũng như lớp đầu tiên, chúng ta phải chờ khô từ 8 đến 10 phút. Trong thời gian chờ khô lớp thứ hai cho mặt nạ đầu tiên thì chúng ta sẽ sang lớp thứ hai cho chiếc mặt nạ thứ hai. Và đây là chiếc mặt nạ thứ ba sử dụng nền là nền 102 và phủ bóng nhám 128A. Đây cũng là lớp thứ hai. Như vậy là đã xong ba chiếc mặt nạ, và bây giờ chúng ta lại tiếp tục chờ trong vòng 8 đến 10 phút để cho ba chiếc mặt nạ này khô lớp thứ hai. Chúng ta sẽ còn hai lớp nữa. Như vậy là hai lớp đầu tiên đã khô, bây giờ mình sẽ sang lớp thứ ba. Và đây là chiếc mặt nạ sử dụng nền 102, chiếc mặt nạ đầu tiên của chúng ta. Vừa rồi mình đã xịt xong hoàn toàn 3 lớp, bây giờ mình sẽ phải chờ khô từ 8 đến 10 phút như vừa nãy mình có nói. Và bây giờ trong khoảng thời gian chờ khô như thế này, mình sẽ sang cái lớp thứ ba cho chiếc mặt nạ thứ hai là sử dụng nền 124. Và đây là chiếc mặt nạ thứ hai của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ xịt lớp thứ ba cho chiếc mặt nạ này. Như vậy chiếc mặt nạ thứ hai mình đã xịt xong lớp mặt nạ thứ ba. Lớp mặt nạ thứ hai này mình đã xịt xong hoàn toàn 3 lớp. Bây giờ mình sẽ phải chờ khô trong vòng 8 đến 10 phút để chuẩn bị sang lớp cuối cùng là lớp thứ tư. Và tiếp đó là chúng ta sang lớp mặt nạ thứ ba. Chiếc mặt nạ thứ ba và lớp thứ ba cho chiếc mặt nạ này thì vẫn là sử dụng phủ bóng nhám 128A. Như vậy mình đã xong 3 lớp cho chiếc mặt nạ thứ ba này. Và bây giờ mình phải chờ cho ba chiếc mặt nạ này khô để cho chúng ta chuẩn bị
sang lớp mặt nạ cuối, lớp cuối cùng, ở lớp thứ tư. Như vậy là ba lớp của mình đã khô. Bây giờ mình sẽ sang lớp cuối cùng là lớp thứ tư. Như vậy là mình đã hoàn thành xong lớp thứ tư cho chiếc mặt nạ đầu tiên. Và bây giờ mình sẽ phải chờ khô để sang chiếc mặt nạ thứ hai. Chiếc mặt nạ sử dụng nền là nền 124. Và đây là chiếc mặt nạ thứ hai, chiếc mặt nạ sử dụng nền là nền 124. Bây giờ mình sẽ phun lớp cuối cùng là lớp thứ tư. Vậy là lớp thứ tư cho chiếc mặt nạ thứ hai nền 124 đã xong. Và bây giờ mình sẽ phải chờ hai chiếc mặt nạ sử dụng bóng K1K này khô trong khoảng từ 20 đến 30 phút. Trong khoảng thời gian vừa xong hai chiếc mặt nạ trên thì mình sẽ sang chiếc mặt nạ thứ ba, chiếc mặt nạ sử dụng nền 102 và phun lớp cuối cùng là lớp 128A, phủ bóng nhám 128A. Và như vậy thì lớp cuối cùng của chiếc mặt nạ thứ ba sử dụng nền 102 cũng như là phủ bóng nhám 128A mình đã xong. Và bây giờ mình sẽ phải chờ cho ba chiếc mặt nạ này khô hoàn toàn và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thấy được cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng với màu nền 102 cũng như là nền 124, phủ bóng nhám 128A và phủ bóng trong K1K thì nó khác nhau như thế nào. Bây giờ mình sẽ phải chờ khô. Như vậy là ba lớp, bốn lớp của chúng ta đã khô. Thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn từng chiếc mặt nạ một để cho các bạn thấy được cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng nền 102 cũng như là 124, phủ bóng nhám 128A trên cái màu là cái màu 23, màu đỏ nổi bật thì nó có khác biệt như thế nào với nhau. Và bây giờ đây trên màn hình của các bạn, đây là màu 23 kết hợp với cái màu nền là nền 102. Đâu mình nhầm, đây là nền 124. Thì mình sẽ show cho các bạn thấy trước là với nền 124 thì với cái màu đỏ này nó sẽ được như thế nào. Và đây là nền 124 của chúng ta.
Như vậy là các bạn đã thấy được khi chúng ta sử dụng nền 124 cũng như là màu đỏ 23 thì nó được như thế nào rồi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục show cho mọi người thấy với cái màu 102 và màu 23 thì nó sẽ như nào. Và sau đó chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt khi mà chúng ta sử dụng hai màu nền này. Và đây là chiếc mặt nạ sử dụng nền 102 cũng như là màu đỏ 123. Sử dụng phủ bóng là K1K, phủ bóng trong. Và tiếp theo đó là chiếc mặt nạ thứ ba sử dụng nền 102 nhưng lại sử dụng phủ bóng nhám 128A. Và đây là kết quả của chúng ta khi chúng ta đã chờ khô 4 lớp phủ bóng nhám. Như trên màn hình các bạn có thể thấy, nó đã có sự khác biệt so với hai chiếc mặt nạ trên. Với hai chiếc mặt nạ trên, chúng ta sử dụng phủ bóng và phủ bóng trong. Thì tất nhiên rồi, nó sẽ bóng hơn chiếc mặt nạ này. Vì đây là phủ bóng nhám, nên nó sẽ chì màu hơn. Nó không có độ bóng như cái phủ bóng K1K kia. Và tất nhiên, với cái phủ bóng nhám này thì nó sẽ có một cái nét đẹp riêng. Nhìn nó cứng cáp và khỏe mạnh hơn rất là nhiều khi chúng ta sử dụng cái phủ bóng trong. Nó không quá nổi bật nhưng có một cái điểm nhấn. Về cái điểm nhấn này thì tùy vào mọi người cũng như là nhu cầu sử dụng của mọi người. Cá nhân mình, cảm nhận của mình thì đây là cái phủ bóng nhám, là cái phủ bóng đẹp khi mà kết hợp với cái màu đỏ như thế này. Các bạn nhớ rằng đây là chiếc mặt nạ thứ ba, chiếc mặt nạ sử dụng nền là nền 102 cũng như là phủ bóng nhám là 128A. Ok, và bây giờ mình sẽ show lại toàn bộ từ chiếc mặt nạ đầu tiên của chúng ta, đó là sử dụng nền 102, sau đó là nền 124 và cuối cùng là màu nền 102 kết hợp với phủ bóng nhám 128A.
Nền 102 sử dụng phủ bóng nhám 128A. Và như vậy là mình đã show lại toàn bộ cho các bạn thấy được cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng nền 102, nền 124 và nền 102 sử dụng phủ bóng nhám 128A. Thì các bạn có thể đưa ra cái nhận xét của các bạn là các bạn thấy nó sự khác biệt như thế nào. Còn với cảm nhận của mình, với cái mắt mình nhìn hiện tại bây giờ, thì với chiếc mặt nạ sử dụng nền 124 ở đây, thì với cảm nhận của mình thấy nó có một cái màu gọi là màu sẫm hơn. Nó sẫm hoàn toàn so với cái màu đỏ khi chúng ta sử dụng màu 102. Đây là 102. Các bạn có thể nhìn thấy phía đằng sau là nền 124. Còn trên tay mình đây là sử dụng nền 102. Thì như mình vừa nói, cái cảm nhận của mình có thể đánh giá được rằng là với khi chúng ta sử dụng nền 124 trên cái màu đỏ như thế này thì nó có một cái sự sẫm màu hơn, tối màu hơn, nó không được tươi như cái mã màu 102 hiện nay trên tay mình. Và theo cái nhận xét của mình, nếu như chúng ta sử dụng theo cái mắt của mình, thì nếu chúng ta sử dụng nền 124 như thế này thì cái màu đỏ với mình, với cái ý kiến của mình thì nó sẽ không được đẹp cho lắm. Khi mà chúng ta, nếu chúng ta sử dụng 102 thì nó sẽ tôn cái màu của chúng ta lên hơn là chúng ta sử dụng 124 như thế này. Nó rất là tối màu và cảm quan là nó không được đẹp. Đó. Và vì thế chúng ta, với mình, nếu được chọn mình sẽ chọn là nền 102 nhưng sử dụng là nền 102 và thêm nữa là phủ bóng trong K1K thì nó sẽ được màu đẹp như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy. Đó là với cảm nhận của mình. Còn sự lựa chọn là vẫn ở các bạn. Các bạn thích cái sự sẫm màu, tối màu, không quá nổi bật thì các bạn lựa chọn 124. Còn các bạn lựa chọn cái sự bóng bẩy và tôn màu đẹp hơn thì các bạn lựa chọn là nền 102 kèm với phủ bóng là phủ bóng trong K1K. Còn nếu như các bạn lựa chọn là phủ bóng nhám 128A thì các bạn có thể lựa chọn vì đây, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, nó có cái sự khác biệt. Với cái nền đằng sau là nền 124, sử dụng phủ bóng trong là K1K, thì cái chiếc mặt nạ trên tay mình sử dụng nền 102 nhưng là phủ bóng nhám 128A thì nó đã quá là khác biệt rồi. Nó có cái độ cứng cáp hơn, khỏe khoắn hơn, khác hoàn toàn so với cái nhận xét ở cái clip trước là chúng ta sử dụng nền 312. Với cái 312 thì khi chúng ta sử dụng nền là 124 thì nó có cái độ nhám, độ chìm màu đẹp hơn, cứng cáp hơn khi chúng ta sử dụng cái nền là nền 124 kết hợp với màu đỏ 23 ở đây. Nó không được đẹp cho lắm. Thì với cái màu đỏ 23 như này kết hợp với phủ bóng nhám thì nó lên hoàn toàn rất là đẹp. Tôn cái màu của chúng ta lên cực kỳ đẹp luôn. Và như mình vừa nãy mình có nói, lựa chọn vẫn là ở các bạn. Mình chỉ đưa ra cho các bạn cái sự khác biệt, đưa cho các ý kiến để cho các bạn thấy được cái sự tham khảo các bạn đang muốn lựa chọn. Các bạn lựa chọn 124 cũng được, các bạn lựa chọn cái 102 cũng được, hoặc lựa chọn cái phủ bóng nhám như thế này cũng không sao. Bởi vì theo nhu cầu sử dụng của các bạn mà. Và đây là phủ bóng nhám 128A. Rất là đẹp. Như vậy, clip của ngày hôm nay mình đã hoàn thành và mang đến cho các bạn sự khác biệt khi chúng ta sử dụng nền 102 cũng như là nền 124. Sự lựa chọn vẫn là ở các bạn. Các bạn có thể sử dụng 124, các bạn có thể sử dụng 102 làm nền. Vì đây là cái clip mà mình muốn hướng đến các bạn. Bởi vì có thể rất là nhiều các bạn đang thắc mắc không biết rằng là cái màu đỏ 23 này kết hợp với 124 cũng như là màu nền 102 thì nó có khác biệt như thế nào. Thì clip này mình đã hoàn thành điều đó.
và hướng đến các bạn để cho các bạn tham khảo. Và nếu các bạn thấy clip này hay, hữu ích thì các bạn đừng quên để lại một like cũng như một comment phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi với nhau. Và nếu các bạn không muốn bỏ lỡ các clip tiếp theo của mình trong tương lai thì đừng quên để lại một nút đăng ký, bởi vì đây vẫn là cái series so sánh cái màu nền 102 cũng như màu nền 124 với toàn bộ tất cả các mã màu đang có hiện nay trên thị trường của hãng Sơn Samurai mà mình muốn hướng đến các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Chào các bạn.